Rồi, xin chào chú anh chị đứng trong tiếp theo huyền thoại nha. Hiện tại thì hội đăng sở thì phiên cấu chấm đồng của chú anh chị thì hội đang chờ anh Kim Bích Long tới ha. Thì sân khấu đang hiện tại thì đang hát. Thì sân khấu đang hát thì lớn quá thể là bị dính nắng quyền của chú anh chị. Nên thổi hơi nói lớn tiếng chút hơn của chú anh chị, tại vì thổi đang đứng chờ anh Kim Long tới. Thì giờ hiện tại giờ là cũng 8:30 rồi, cũng có thể là anh Long hát hơi trễ. Rồi có gì anh Long Kim Long tới thì thổi sẽ quay cho chú anh chị. Long tới nè cô chú anh chị, đó Long tới, xe Long tới nè ha, đó, xe Long này, kia là cái chiều Long tới nè cô chú anh chị, xe khá quen thuộc ha, nội từ quê tỉnh này nọ là Long nè chú anh chị, có Long gà nè. Tại vì anh nói chú về không có chơi vô quay cận cảnh nha cô chú anh chị, thì thôi cũng hơi né ha. Là nam giờ thổi mua vé vô quen Kim Bích Long trong khấu luôn nha cô chú anh chị, giá vé là 150 ha, tại vì lời nhạc lớn quá thì thổi mua vé 150 để quay anh Kim Bích Long cho cô chú cùng xem. Thì mong cô chú chị ủng hộ thổi like ha, thì anh Kim Bích Long đây vô hát thôi. Đây chắc chắn quý vị chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Bích Long. Dạ, lời nói đầu tiên Kim Tiểu Long xin chào tất cả bà con cô bác, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Dạ, cảm ơn những chồng có tay rất là nhiều ạ. Long sẽ gửi đến ba câu vô cổ bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ ơi. Dạ, một phần bóng bài lớn cho Long ơi. Cảm ơn nhiều. Lên đường tổng quân xa có cho dù biên cương nơi hải đảo muôn nhà hiến quê mẹ ơi đừng đi quê nhà sức khỏe nhìn nhớ con sẽ quay về theo nhịp của đoàn quân ca con sẽ quay về theo nhịp của
rừng núi biên cương đang kiệt mình xanh thầm gần